Pháp cảm ơn cả nhà đã quay lại video của Pháp. Pháp chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay thì mấy anh em Pháp vẫn lại tiếp tục đi lặn biển. Hiện tại khi Pháp đang chạy xuống văn cửa của thị trấn Phan Giết Cửa. Lặn cách bờ cũng gần thôi, tầm khoảng 3 hải lý thôi. Khi Pháp xuống đây để thả sò cho mũ sò dương ốc mỡ. Nói chung ra có gì thì lấy nấy. Đây là thị trấn Phan Giết Cửa. Nước trên mặt thì nước cửa nó da nó rất là đục luôn, như nước cơm vậy. Giờ Pháp chuẩn bị nhảy lặn thôi. Giờ Pháp mời cả nhà theo dõi video của Pháp nha. Thì hôm nay Pháp vẫn tiếp tục tập hành lặn biển cùng bạn Linh Sĩ Trinh nha. Và mong cả nhà quan kênh của bạn Linh Sĩ Trinh đăng ký kênh ủng hộ bạn anh nha. Thank you.
tới cái điểm mới cách bờ cũng tầm khoảng 3 hải lý thôi. Cái điểm này thì ghi pháp gọi là bồn, điểm bồn dầu. Vì ở khu vực đây có nhà máy dầu khô á cả nhà. Đó. Thì tại đây đang bắt cầu từ đây ra ngoài cái nhà dầu ở ngoài đây luôn. Ở quê pháp gọi là điểm bồn dầu. Cách bờ cũng gần thôi. Thank you.
tới cái điểm này toàn là sò Thái không à cả nhà, sò dĩ tiền mà. Hôm nay làm một ngày rất là vất vả luôn, sò dĩ tiền không cả nhà. Sò đây là dĩ nhất trong các loại sò nha, tầm ngoài 3.000 ký thôi. Giờ phải giờ tới điểm khác lặn thôi. Pháp xin tạm dừng máy quay tại đây để ăn cơm nghỉ ngơi nha. Hiện tại ghi Pháp giờ xuống lại nữa, giờ xuống tầm khoảng 2 lý á, gần tới mũi nhỏ luôn. Điểm này thì ở quê hương Pháp gọi là điểm ở dưới trắng. Đây là cái động trắng này. Động trắng á, thường thì những khách du lịch hay đến cái động đây để quay phim và chụp hình lắm. Đó. Cách bờ cũng tầm khoảng 3 lý thôi. Cũng đã chắc lâu rồi ghi Pháp mới tới cái điểm này, không biết có sò hải sản gì hay không. Giờ Pháp mời cả nhà theo dõi video của Pháp nha. Thank you.
chạy vào bờ nha cả nhà. Giờ này lên chạy vào bờ thì ca đây anh em gặp sò ngao lũ đỏ, lấy người cũng 5-7 kg, 10 kg đồ. Bạn Linh đang lựa sò nha cả nhà. Ra đây thì anh em gặp chỗ có lựa đỏ với lại sò ngao sữa. Sò luôn.